Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới của cửa hàng longmobi.com. Đó là sản phẩm camera IP quay 360 độ. Đây là sản phẩm rất là tốt trên thị trường, đánh bại camera Xiaomi vì chất lượng hơn hẳn và có khả năng xoay 360 độ. Đây là hộp sản phẩm, hộp in rất là đẹp. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cho hộp. Đây, các tính năng chính của hộp này, của sản phẩm này, như là kết nối wifi này, độ phân giải cao, hỗ trợ sử dụng điện thoại, xem qua điện thoại, cảm biến chuyển động, có thể đàm thoại hai chiều, hỗ trợ thẻ nhớ 32GB, hỗ trợ tải, hỗ trợ iCloud, hỗ trợ đây là nôm na là tải lên mạng và hỗ trợ tất cả các loại mạng và ghi lại định dạng hình ảnh H264, một hình ảnh ném rất là đặc trưng của video. Đây, hỗ trợ điện thoại Android và điện thoại iOS. Chúng ta chỉ cần scan mã ở đây là chúng ta có thể cài được phần mềm. Cài đặt cái camera này tương đối là đơn giản. Đây, hộp rất là đẹp phía trước. Đó, sau đây mình sẽ mở hộp sản phẩm cho các bạn xem. Hộp đóng gói rất là cẩn thận, thể hiện một sản phẩm cao cấp. Thì mở trong hộp chúng ta có ngay là có hai sách hướng dẫn sử dụng. Nhất đây là hướng dẫn về cài phần mềm này. Đấy, có mã code, đây các bạn hãy download phần mềm bằng hai mã code này. Thứ hai là sách hướng dẫn sử dụng. Đấy. Thứ ba là cái camera. Đây. Cái camera đây. Đấy. Camera. Chúng ta xem qua. Đây là cái nguồn. Cục nguồn rất là đơn giản đây. Cục nguồn này là cục nguồn 5V 2A. Đấy, rất là đơn giản, rất là thông dụng trên thị trường, chúng ta có thể dễ dàng thay thế được. Thứ hai là cái giá treo tường, các bạn có thể vặn camera vào đây và treo lên tường hay bất kỳ vị trí nào cũng được. Đấy, rất là đơn giản, sản phẩm rất đơn giản. Đấy, cùng là một bộ ốc vít bạn bắt ở trường rất là đầy đủ. Thì mình xin giới thiệu qua cái camera này trước. Các bạn có thể nhìn thấy đây, camera nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà có bốn đèn hồng ngoại ở đây này, có cảm biến chuyển động ở đây, mắt camera hỗ trợ độ phân giải HD 720p này. Đấy, có thể thấy rõ đây là wifi 720p và HD vision rất là đẹp, tem bảo hành. Đây là sản phẩm chính hãng nha các bạn, không phải những sản phẩm trôi trên thị trường. Đằng sau có hỗ trợ hai cái dâu bắt wifi rất tốt, có thể cắm mạng LAN được. Và đây là lỗ cắm nguồn, đây là khe cắm thẻ nhớ này. Khe cắm thẻ nhớ nó hơi nhỏ. Phía dưới này chúng ta có một nút reset để khi nào mà chúng ta cài đặt mạng wifi mới thì chúng ta sẽ phải reset nó lại. Đó. Thiết kế rất là đẹp, camera có thể ngẩng lên ngẩng xuống xoay 360 độ được. Đó, rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy camera rất đơn giản, rất đẹp. Cảm ơn các bạn.